Xin kính chào các bạn, trên tay của mình hiện giờ đang là một cái chiếc tai nghe tới từ hãng Sennheiser. Đây là chiếc tai nghe thuộc dòng Momentum Free và nó được mệnh danh là cái chiếc tai nghe nhỏ nhất mà Sennheiser từng sản xuất ra. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp với các bạn, nhưng mà trước khi tới phần khui hộp thì mình sẽ cho các bạn xem sơ qua về cái phần hộp bên ngoài của nó, xem là Sennheiser đã quảng cáo những gì trên cái sản phẩm của họ. Bên trong hộp nữa thì chúng ta sẽ có sợi cáp micro USB cũng như là 4 cái silicon strip được chia ra làm hai cặp, cũng như là một cái hộp đựng bằng da. Ở đằng sau này thì sẽ là một vài thông tin chi tiết về cái chiếc tai nghe này, được ghi bằng 7 thứ tiếng khác nhau. Đó, chỉ có tiếng Anh trên này là mình đọc được thôi. Khui cái hộp ra. Rồi, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật chính sẽ nằm bên trong cái hộp bằng da này, nhưng mà mình sẽ từ từ giới thiệu tất cả các phụ kiện phía bên ngoài trước. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 cái cặp silicon strip bao gồm từ size S, size L, size M. Chúng ta sẽ có thêm một cái sợi cáp micro USB nữa. Cái sợi cáp này thì được làm ở dạng tròn thôi, chứ không phải là làm dạng dẹt chống rối. Sennheiser thì không có một sản phẩm nào làm dạng dẹt chống rối cả. Ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có hai cái tập sách hướng dẫn sử dụng. Một cái tập là dùng để cảnh báo, để bảo quản cái thiết bị dành cho người dùng, và một cái tập nữa là sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cái hộp này ra. Và bên trong cái hộp này chính là sản phẩm chính mà chúng ta phải nói tới. Cái hộp này rất là đã nha, cầm vào bằng da rất là đẹp, chất liệu da bò, giống như các hộp của các sản phẩm cao cấp mà Sennheiser đã từng sản xuất trước đây. Cái phần dây chỉ của nó cũng được làm lồi ra phía ngoài và có cái đường dây chỉ màu đỏ trên cái nền đen rất là đẹp luôn. Mình luôn thích cái cách đóng hộp này của Sennheiser. Đây chính là sản phẩm chính của chúng ta, chiếc Momentum Free. Đó, lấy cái Momentum Free ra. Ok, cái hộp này rất là xịn luôn, mình rất là thích sờ vào chiếc hộp này nha. Bên trong này nó có thêm cái phần vải nhung nữa nè. Rồi, để cái hộp qua một bên. Sản phẩm chính của chúng ta đây, đóng gói rất là cẩn thận. Ok, cái lớp mút, bỏ luôn cái lớp giấy này ra, bỏ luôn cái lớp mút này ra. Rồi, đây là chính là Momentum Free, một sản phẩm nhỏ gọn nhất tới từ Sennheiser. Thì nhìn vào nó, mình vẫn mường tượng được đây là một phong cách thiết kế của Sennheiser. Tức là bạn sẽ thấy màu đen kết hợp với màu đỏ, cũng như là cái logo Sennheiser có cái màu lấp lánh của kim loại ống lên như thế này. Đó, cái phần housing của nó thì vẫn được làm bóng bẩy, và cái phần housing này từ nhựa thôi chứ không phải là kim loại. Mình thích nó làm từ nhựa hơn bởi vì nó sẽ giảm cái trọng lượng đeo khi mà chúng ta đeo lên tai. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cái phần này trước. Ở phía phần dây này thì được làm dạng dẹt chống rối với hai màu đen đỏ mà đã nói rồi. Đây chính là cái nơi chứa pin của nó. Bên này thì chúng ta có một logo Bluetooth, cũng như là những cái logo chỉ cho các bạn cách để bảo quản cái chiếc tai nghe này. Logo của Sennheiser nằm ở phía ngược lại. Đây là cái chữ Sennheiser của nó, cũng đồng thời là cái cụm Control Center. Chúng ta sẽ có một cái nút nguồn, nút pair Bluetooth, cũng đồng thời là nút pause hoặc play nhạc. Hai nút tăng giảm âm lượng hai bên cũng là hai cái nút chuyển bài hát. Ở đây chúng ta có một cái nắp đậy lại của cái cổng micro USB. Cái cổng này thì dùng để sạc, và cái nguồn vào cũng như là nguồn ra của nó cũng chỉ là 5V 1A thôi, không sạc quá nhanh. Nhưng mà bù lại thì cái chiếc tai nghe này có thời gian sử dụng lên tới 6 giờ đồng hồ. Mình nghĩ 6 giờ đồng hồ đã là quá đủ để cho các bạn sử dụng để nghe nhạc trong một thời gian dài, hoặc là mang đi tập gym. Các bạn có thể mang nó đi tập gym được bởi vì nó có chuẩn chống nước vẩy, tức là khi mà mồ hôi hoặc là một ít nước các bạn đổ ra trên cơ thể thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái chiếc tai nghe Momentum Free này. Tiếp theo là mình muốn nói tới chuẩn kết nối, thì nó sẽ có kết nối Bluetooth 4.2 cũng như là chuẩn aptX. Cái chuẩn aptX này nó rất đặc biệt, và nó sẽ làm cho cái chiếc tai nghe của bạn khi mà xem video hoặc là xem phim thì cái âm thanh tới tai nó không bị trễ so với hình ảnh. Và bên cạnh đó thì cái chất âm của cái chiếc tai nghe này khá là tốt. Cái âm bass mạnh mẽ cũng như là vocal với âm trường rộng và rất là xa. Cuối cùng, Sennheiser định giá của cái chiếc Momentum Free ở thị trường Việt Nam là 5.720.000. Và mọi thông tin chi tiết về cái chiếc tai nghe rất là đẹp, rất là cao cấp này, mình đã có để bên dưới phần description, các bạn có thể tham khảo thêm, hoặc là vào chuyên trang mainwin.vn để xem thêm những cái sản phẩm khác tới từ Sennheiser, một thương hiệu tới từ Đức và rất nổi tiếng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.